Hello, xin chào cả nhà nha Thì à, chiều nay thì tự nhiên có một số cô chú anh chị á, Lớp thì nhắn tin, lớp thì gọi điện Hỏi thăm là à, Việt ơi sao cô thấy có một vài kênh youtube Người ta đăng tin nói rằng là Cái hộ gia đình tà am là 100% Không có lụm lon, không có lừa đảo gì đó à, Sao cô thấy bất ngờ quá à, Thật sự thì à, Cái nguồn thông tin này mình không biết là có từ đâu à, Một số à, cái kênh youtube Họ chia sẻ thông tin là họ đã Test từ nguồn nào thì không biết Nhưng mà nếu từ cái nguồn của cái cái cô Thanh Trần với lại cái nhóm luật sư Tà Am thì uh, chúng ta hiểu cái 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 nguồn tin đó họ xác thực hay là họ có cái mức độ mà để chúng ta tin cậy đến bao nhiêu phần trăm rồi, đúng không? Họ là nào giờ họ dẫn dắt theo theo cái cách đó, họ định hướng mọi người mà, họ hãy quên cái vụ việc đó đi mà. Đúng không? Trước đó thì cái nhóm luật sư Tà Am là kêu hãy quên cái vụ uh, uh, lấy mẫu xét nghiệm, còn uh, cái cô luật sư Thanh Trần thì cô nói là cái uh, cái kết quả là chắc chắn một trăm không có. À, theo mình tìm hiểu thì chắc có lẽ là chỉ từ những cái nguồn của những cái người đó thôi chứ còn à, ngoài ra thì à, những chú xe ôm hay là những cái thông tin chính thống thì hoàn toàn người ta chưa cập nhật đó à, và chiều nay thì mình cũng có liên hệ với lại à, những cái người à, kêu bằng à, những cái nguồn tin à, rất là đáng tin cậy thì người ta nói không có chuyện đó hoàn toàn à, ít ngày nữa đây rồi sau cái phiên tòa thì mọi người sẽ biết và quan trọng hơn hết á, là chắc chắn một điều cái cô thanh trần mà cô lấy cái quy tín danh dự gì đó để bảo đảm rằng hộ gia đình tại am là không có lụm lon đó là cổ chắc chắn sẽ mất cái danh dự à, vậy thôi à, nhưng mà khi mà nghe những cái cái thông tin của một số cô chú, chú anh chị mà xác nhận lại với mình mình cũng bất ngờ lắm bởi vì uh, ngoài những cái nguồn tin từ cái nhóm luật sư tại am với lại cô thanh trần ra đó thì mình thấy đâu có đâu đăng tải đâu à, nhưng mà xem lại một số cái um, cái, cái, cái tiêu đề á một số cái hình uh, thumbnail của mấy anh em thì uh, cũng có một vài kênh youtube nói là thiện am là không có lụm lo một trăm phần trăm chà mình suy nghĩ trực lại nó không lẽ là mấy cô chú anh chị này là là đang uh, xem xem lướt ngang á lướt ngang chứ không có xem nội dung uh, không có xem nội dung xem mấy anh em nói cái gì chắc có lẽ là vậy cho nên nhiều người nắng nhắn tin uh, kiểu như là muốn xác nhận lại cái nguồn tin đó uh, thật sự á uh, tại vì uh, nhiều cái kênh youtube thì người ta có nguồn nhiều cái nguồn thông tin khác nhau cả nhà À, cho cho dù là cái thông tin đó là chính xác hay là không chính xác hay là có những cái cái nguồn tin đáng tin cậy đó thì dù gì chúng ta cũng phải cần phải xác nhận lại cái chuyện đó có hay không cái đã còn mấy anh em kia thì mình không biết là lấy cái nguồn tin từ đâu à, nhưng mà mình xác nhận lại á là cái chuyện đó là cái khả năng rất rất là cao à, và giống y như là những gì anh lê thanh minh tùng đã nói hoặc là anh phan Gen đã từng chia sẻ chiều nay thì mình cũng có xác nhận lại anh phan Gen á Tàu, toàn là những thông tin tào lao chứ bây giờ hầu như là à, những ai mà uy tín đó, thì anh hoàng kazen đều đã, đã, đã nói lên rất là nhiều rồi Thấy không? rất là nhiều về cái vấn đề lụm lon rồi không có là là coi như là đi nguyên nùi luôn á à, từ báo chí rồi à, cơ quan rồi mấy anh em rồi facebooker youtuber gì mà nó đi nhiều lắm nhưng mà thật sự mà nói cái bản thân của những cái người trong tạm á là họ biết rất rành về câu chuyện đó mà từ đầu họ đã chối bỏ, họ đã tránh né cái chuyện đó rồi thì không có lý do gì mà mà chúng ta lại không có tin tưởng vào cơ quan báo chí, cơ quan công an mà người ta đã từng công bố về vấn đề đó, đúng không? Không có cái chuyện đó. À, cho nên anh Fakizen đã khẳng định chiều nay với mình một một lần nữa là sẽ không có như là những cái gì mà cái cô Thanh Trần hay là cái nhóm luật sư Tà Am mà họ họ chia sẻ đâu. Họ đang lấp liếm đó, họ đang lấp liếm, họ đang dẫn dắt dư luận thôi. Chứ làm gì có cái chuyện hồ sơ 331 mà lại có cái vấn đề lụm lo ở trong đúng không hoàn toàn là nó tạo lao mới lao à, nhưng mà có lẽ là mấy anh em một số kênh YouTube á người ta đặt cái tiêu đề vậy để cho có thể là bên phía con nhan đệ tử nó, nó nó mừng quá đó mừng quá nó vào nó nghe thì bị mấy anh em giáo quấn thôi à, chứ thật sự thì cái thông tin đó ngoài cái cô thanh trần với luật sư của tài am ra thì không có thấy ai cung cấp không là không có ai chia sẻ thông tin đó. À, cho nên nếu như mà cô chú anh chị nào mà đang lỡ mà bước vào những cái live stream hay là những cái thông tin mà cho rằng cái nhóm tà am không có lụm lon rồi đó thì chúng ta chỉ nghe tham khảo thôi chứ thật sự thì cái gì cả chúng ta cũng phải chờ những cái thông tin chính thống thông tin chính thức từ cơ quan chức năng chứ không có có chuyện mà À, thông tin từ luật sư hay là những cái youtuber đâu những youtuber mà mà bên phía tạ Am bây giờ ấy, giống như là cái nhóm luật sư đó bây giờ chúng ta cũng kêu bằng cái nhóm mà thợ cãi làm youtuber thôi chứ cũng không có là luật sư nữa luật sư đâu mà lên trên mạng kêu ca hết thứ này tới thứ kia, đó, rồi ngay cả cái việc mà họ đi đến họ cản trở cái hoạt động lấy mẫu của người ta thì họ lại à, dựng ngược lại câu chuyện lại họ nói là bên phía cơ quan chức năng làm không đúng trình tự thủ tục hay là vi phạm tố tụng gì ta là hết một lâm ở trên à, trong khi đó, công an người ta đã lên tiếng rồi người ta làm đúng, làm đủ theo cái trình tự thủ tục đàng hoàng. À khi mà anh có tư cách gì đó thì anh mới được vào để làm việc, để tiếp xúc. Còn đàn anh anh không có cái tư cách gì ở trong cái câu chuyện này hết. Anh chỉ là một cái một một cái nhóm luật sư bảo vệ về vấn đề 331. Còn đây là cái câu chuyện khác, người ta đã phục hồi điều tra thì đâu không có dính dáng gì mà anh lại vào anh xuyên tạc đủ điều hết trơn. À, cho nên chúng ta thấy cái nhóm luật sư tà am với lại nhóm luật sư ăn theo rồi đó là hầu như họ đang dựng chuyện là nhiều. À, họ dựng chuyện để họ dẫn dắt dư luận để họ đạt cái mục đích của họ thôi chứ hoàn toàn không có cái gì dính dáng đến cái câu chuyện của thiện em hết à, Thế cho nên uh, chiều nay khi mà nghe cái thông tin một số cô chú anh chị mà um, chia sẻ với với uh, chia sẻ rồi uh, mấy, mấy nhiều người cũng quan mang lắm nha nói ủa sao mà mình theo dõi mấy năm nay rồi uh, báo chí đài truyền hình uh, cũng đã đăng tải mà tại sao có cái vụ đó uh, cho nên uh, xin khẳng định lại với cô chú anh chị một lần nữa là cái chuyện đó có chắc chắn là có À, không ít nhiều thôi chứ không bao giờ không có đâu họ không có là là mấy năm nay là lên đường lâu rồi lên đường là hết rồi chứ không phải tới bây giờ và đặc biệt là chúng ta thấy cái nhóm tà am họ luôn luôn tránh né ngay cả cái bản thân những cái người luật sư họ cho là thân thích với họ còn không đồng tình với cái chuyện đó còn yêu cầu họ đi xét nghiệm độc lập nhưng mà họ vẫn tránh né thì chúng ta phải hiểu một điều là có cái gì đó họ mới tránh né và hơn hết là khi mà chúng ta nhìn vào vào bề ngoài thôi vào cái 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 gương mặt của từng người trong đó thì chúng ta có thể so sánh được nó nó đến là hầu như là 80 90 phần trăm rồi thì làm sao mà không đặt cái nghi vấn đó à, cho nên à, cô chú anh chị cứ từ từ cứ bình tĩnh à, mọi chuyện thì à, à, chắc chắn là cơ quan chức năng sẽ công bố thôi cho dù có hay không cơ quan chức năng chức năng cũng sẽ thông báo cũng sẽ công bố lên chứ không có cái chuyện là như vậy rồi im luôn đâu a à, bởi vì tới nước này rồi À, nói chung là cộng đồng mạng rồi mọi người quan tâm đó vẫn ồn ào xung quanh cái câu chuyện ADN hay là câu chuyện loạn lưng hay là lừa đảo của thầy Thiền Am thì không có lý do gì mà cơ quan chức năng vẫn để ồn ào như vậy mà người ta không giải quyết đâu. À, cho nên á cô chú anh chị cứ bình tĩnh và đợi thông tin chính thống chứ đừng có nghe một số thông tin bên phía bên vực hội gia đình ta Am nó dẫn dắt là một thứ hai là một số cái tiêu đề của mấy anh em chia sẻ mấy anh em đăng tải trên mạng á đôi khi là cái tiêu đề như vậy nhưng mà cái nội dung thì nó ngược lại à, cái kiểu như là câu kéo khán giả đó chứ không phải là người ta nói đúng cái 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 tiêu đề là Thiền em không có loạn lưng đâu à, cả nhà cứ bình tĩnh hoặc là nếu mà à, kiểu như là tò mò thì quý cô chú anh chị cứ thể có thể cứ lít vào xem nếu mà những cái kênh youtube mà mà đang bên bên phía mà muốn biết cái sự thật của Thiền em á mà cũng nói cái nội dung giống như cái cô thanh trần hoặc là khẳng định rằng thiền em không có loạn lưng đó thì cả nhà có thể vào comment hay là uh, kiểu như là hỏi thẳng người ta là lấy cái nguồn từ đâu ha, lấy cái nguồn từ đâu. Chứ bây giờ những cái thông tin mà mấy chú xe ôm mấy bác mà có uy tín đó uh, thì mình test lại cái nguồn thì không có ai uh, chấp nhận cái chuyện đó hết là uh, người ta đã thẳng luôn những cái người mà cung cấp những thông tin đó là khi mà có vấn đề đó một là dẫn dắt dư luận hai là bị có vấn đề về 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 suy nghĩ đó <laughs> cho nên họ mới đưa ra những cái lập luận như vậy thôi à, à, chính vì vậy thì à, nhân cái video clip này à, cũng xin khẳng định lấy cả nhà một lần nữa là cái chuyện lụm lon của em là có chứ không bao giờ không có ha à, chúng ta cùng chờ xem một thời gian ngắn nữa thôi chúng ta cũng không có vội vàng gì à, để mà cái, cái nhóm bên kia nó dễ dẫn dắt như vậy ha à, rồi à, một số cái thông tin khác á, thì cả nhà cứ uh, một á, là cứ um, nếu mà tò mò thì cứ click vào xem à, nếu như mà họ cung cấp thêm cái nguồn thông tin từ đâu hoặc là có những cái uh, chứng nhận hay là những cái bản hình chụp rồi đó thì uh, chúng ta mới từ từ test lại thông tin chứ còn bây giờ người ta nói miệng không á thì không có cái cái, cái căn cứ thì chúng ta cũng đâu có cần thiết phải nghe theo phải tin theo làm gì cho nó hoang mang ha cả nhà à, đặc biệt là cái vụ lùm lon sẽ có và sắp tới đây người ta sẽ công bố thôi không có đường nào chạy trên à, nó rất là rõ rồi cả nhà rồi thì à, chia sẻ ngắn gọn cả nhà về cái vấn đề à, tà am có lụm lon hay không ha rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi à. xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại